Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh trao giấy chứng nhận đầu tư cho công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Tan Singapore. Phó Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm việc với Đảng bộ xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch gặp mặt Đoàn Thể thao Vĩnh Phúc dự Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2014. Nguy cơ mất an toàn giao thông từ xe máy điện, xe đạp điện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 4 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy sản xuất hàng may mặc Tan cho công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Tan Singapore. Dự buổi lễ có đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Dự án nhà máy sản xuất hàng may mặc Tan được đầu tư tại khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên với diện tích 8 hecta, tổng vốn đầu tư 50 triệu đô la Mỹ. Dự kiến đến tháng 9 năm 2015, nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng 3.500 lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước 40 tỷ đồng một năm. Đây là dự án FDI có vốn đầu tư lớn nhất tại Vĩnh Phúc trong 5 năm qua. Chỉ tính riêng trong 10 tháng năm 2014, Vĩnh Phúc đã thu hút được 38 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 298 triệu đô la Mỹ và 6 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn tăng gần 42 triệu đô la Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Quang Hùng tin tưởng với vị thế và uy tín trên thế giới về sản xuất hàng may mặc, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Tan Singapore sẽ hoạt động hiệu quả tại Vĩnh Phúc. Đồng chí đề nghị công ty triển khai dự án nhà máy sản xuất hàng may mặc Tan theo đúng lộ trình, chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam, của tỉnh Vĩnh Phúc và quy định về bảo vệ môi trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Quang Hùng yêu cầu các sở ban ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn các thủ tục cụ thể cần thiết theo quy định của pháp luật, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên đảm bảo điều kiện tốt nhất về an ninh trật tự và các điều kiện khác để chủ đầu tư triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Quang Hùng yêu cầu ngay sau buổi lễ, các sở ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất để đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Tan Singapore tiếp tục nghiên cứu, khảo sát địa điểm để mở rộng đầu tư tại khu công nghiệp Sông Đô, huyện Sông Đô. Ngày 4 tháng 11, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 thảo luận ở tổ về các nội dung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế, chủ trương đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hại nhục con người, việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật. Về luật thuế tiêu thụ đặc biệt, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là việc áp dụng thuế đối với một số mặt hàng như thuốc lá, rượu bia, kinh doanh trò chơi, bình chọn dự báo kết quả thông qua tin nhắn, casino. Thảo luận tại tổ, đa số các đại biểu đều tán thành việc nâng mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng theo quy định trong dự thảo, như là các mặt hàng thuốc lá, rượu bia, vì đây là những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Thuốc lá và rượu bia thì chúng ta xác nó không phải là một cái mặt hàng thiết yếu cần phải bình ổn giá. Tuy nhiên thì thuốc lá và rượu bia lại là một cái sản phẩm mà độc hại, cần thiết phải nâng cái thuế này lên. Ta thấy là thuốc lá thì thường người ta nghĩ đến là phổi. Thế rồi rượu bia thì thường nghĩ đến là tai nạn giao thông và văn hóa giáo dục. Nó khác với các nước khác ấy, thì một bao thuốc lá của người ta thì người ta có thể mua được 4 lít sữa. Nhưng ở Việt Nam của chúng ta một bao thuốc lá thì chỉ mua được một lít sữa thôi. Cùng với việc tăng thuế, các đại biểu cũng đề nghị chính phủ cần tăng cường chống hàng giả, hàng nhập lậu, tránh thất thu thuế. Cái mức thuế một số cái mặt hàng về độc hại, về bia rượu, về thuốc lá của chúng ta hiện nay rất thấp so với mặt bằng thế giới. Và cái đối với nước ta thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải cần làm chặt hơn, bởi vì một cái thói quen sử dụng của người tiêu dùng. Hơn nữa rằng là với cái mức thuế như vậy thì hiện nay hàng lậu, hàng giả của chúng ta, tôi nghĩ rằng cái quan trọng hơn cái thu nhập thuế là cái hàng lậu, hàng giả. Đối với rượu bia, thuốc lá thì hiện nay tôi phải khẳng định là cái hàng lậu và hàng giả đang chiếm rất nhiều, và chính vì chúng ta không thu thuế được vì hàng nó quá rẻ.
Tức là chúng ta đã tạo ra một cái kẽ hở rất lớn để cho hàng lậu, hàng giả xâm nhập vào thị trường của chúng ta rất lớn. Về chủ trương đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, phần lớn các đại biểu tán thành về chủ trương, song cho rằng cần phải nghiên cứu kỹ về dự án tiền khả thi và việc huy động vốn xây dựng. Các đại biểu đều tán thành và đề nghị Quốc hội thông qua phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật. Sáng ngày 4 tháng 11, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng bộ xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Yên Lạc. Thời gian qua, kinh tế xã hội của xã Đồng Văn tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách xã hội được thực hiện có hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 9 tháng đầu năm 2014, tổng giá trị sản xuất trồng trọt chăn nuôi đạt 58,7 tỷ đồng, giá trị thương mại dịch vụ đạt gần 200 tỷ đồng. Thu ngân sách ước đạt trên 22 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,2%. Đến nay, Đồng Văn đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Về công tác xây dựng Đảng, hàng năm số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh đạt 83,3%, số đảng viên đủ tư cách đạt 98,5%. Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay xã Đồng Văn đã xây dựng xong đề cương báo cáo chính trị đại hội chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ xã, dự kiến thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội, rà soát nhân sự theo quy hoạch, giới thiệu ứng cử vào ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu thời gian tới, xã Đồng Văn cần tập trung phát triển kinh tế xã hội và chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm vụ trước mắt là tập trung phát huy những lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, phát triển một số loại cây trồng chủ lực trong nông nghiệp, rà soát hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015. Tập trung hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014, chủ động giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai. Về xây dựng Đảng và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Đảng bộ xã tập trung nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân. Gắn việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khẩn trương thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và chuẩn bị rà soát, lựa chọn cán bộ tham gia cấp ủy theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là đơn thư khiếu nại tố cáo đối với những cán bộ tham gia ứng cử vào cấp ủy nhiệm kỳ mới. Chiều ngày 4 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao tỉnh tham dự Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 7, trao thưởng cho đội bóng chuyền nữ lên hạng mạnh quốc gia và vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích năm 2014. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 4 năm 2014. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành trong tỉnh. Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 7 năm 2014, đoàn thể thao Vĩnh Phúc có 13 đội tuyển với 135 vận động viên thi đấu ở các môn bắn cung, bắn súng, bắn đĩa bay, bóng chuyền nữ, cử tạ, điền kinh, đua thuyền, karate, quần vợt, xe đạp, pencastilat, vật và ủ. Đây là các vận động viên xuất sắc được tuyển chọn từ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 4 năm 2014. Trong thời gian qua, các vận động viên đã tích cực luyện tập, chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng, chiến thuật, tâm lý thi đấu, đảm bảo các điều kiện tốt nhất khi tham gia tranh chấp huy chương. Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Dương Thị Tuyến mong muốn 13 đội thể thao tham gia tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 7 năm 2014 đoàn kết quyết tâm giành thành tích cao nhất. Các tổ trưởng phụ trách bộ môn thi đấu cần quan tâm sát sao tới chế độ ăn, ngủ, nghỉ, đảm bảo tốt nhất về sức khỏe và điều kiện thi đấu của các vận động viên.
Đồng chí Dương Thị Tuyến đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm tới đội bóng chuyền nữ khi được lên chơi hạng các đội mạnh toàn quốc năm 2015 để các em được thi đấu thường xuyên, cọ sát với các đội mạnh trong toàn quốc để nâng cao thành tích thi đấu. Đồng chí nhấn mạnh, thành tích của đoàn vận động viên bóng chuyền nữ là nền tảng quan trọng cho thể dục thể thao tỉnh tiếp tục đạt thành tích cao trong Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 7 năm 2014. Tại lễ xuất quân, đồng chí Dương Thị Tuyến đã trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đội bóng chuyền nữ tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao trong năm 2014. Chiều ngày 4 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2019. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, các tổ chức thành viên. Đồng chí Hoàng Văn Toàn, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh luôn phát huy vai trò là tổ chức tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là tổ chức gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước. Trên cơ sở kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các mục tiêu được nêu trong dự thảo đề án, đa số các ý kiến của đại biểu đều đồng tình với những hoạt động của tổ chức mặt trận trong thời gian tới. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng dự thảo chưa mang tính khái quát cao, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác mặt trận, cần bổ sung mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của đề án. Xuất phát từ tính đặc thù của Mặt trận Tổ quốc, phản ánh trung thực những kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn tồn tại, qua đó phân tích rõ các nguyên nhân để có biện pháp khắc phục. Đối với các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, cần làm rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc từng cấp cần làm gì, có nhiệm vụ gì để nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng chí Hoàng Văn Toàn đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được bổ sung để hoàn thiện dự thảo đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2019. Sáng ngày 4 tháng 11, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi khảo sát công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc. Đồng chí Nguyễn Sơn, tỉnh ủy viên, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi khảo sát. Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc trực thuộc Cục Y tế, Bộ Giao thông Vận tải. Bệnh viện có quy mô 120 giường bệnh, 113 cán bộ y bác sĩ. Từ năm 2013 đến nay, bệnh viện đã khám cho trên 75.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho gần 7.000 lượt bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 100 đến 150 lượt người đến khám bệnh và điều trị. Ý kiến các đại biểu đề nghị bệnh viện làm rõ việc phối hợp của bệnh viện với các bệnh viện tuyến trên, tỷ lệ chuyển tuyến, vượt tuyến, công tác khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, người không có thẻ bảo hiểm y tế, công tác xã hội hóa, y học dự phòng, phòng chống dịch bệnh, vấn đề xử lý rác thải y tế của bệnh viện. Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Sơn đề nghị trong thời gian tới, Bệnh viện Giao thông Vận tải cần tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Vĩnh Phúc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực để nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nêu cao tinh thần y đức, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y bác sĩ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thu hút người dân đến khám chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện trên địa bàn. Công đoàn cơ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ 2012-2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trong giai đoạn 2012-2014, hoạt động của Công đoàn cơ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã được triển khai với nhiều hình thức phong phú. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực về lao động, việc làm và bảo hiểm xã hội, tăng cường công tác xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm. Ngành đã giải quyết việc làm cho hơn 58.000 lao động. Riêng từ đầu năm 2014 đến nay đã đào tạo dạy nghề cho hơn 11.000 lao động. Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống, thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn. Trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chuyên môn, đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, thực hiện tốt chức năng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ đoàn viên. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân
và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Người cũng chính là biểu tượng cho tinh thần sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ những ngày đầu thành lập các chiến khu cách mạng, Đảng và Bác Hồ được sống trong tình yêu thương đùm bọc của đồng bào. Giờ đây, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, những hình ảnh về ông Ké, Giả Thu vẫn còn đọng đại trong tâm khảm của đồng bào. Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, nhân dân ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc luôn quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân, trong đó có đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Trên địa bàn tỉnh, công tác dân tộc luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm thực hiện. Hiện tại toàn tỉnh có trên 47.000 đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu trên địa bàn các huyện Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, Bình Xuyên và thị xã Phúc Yên. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cũng ngày càng khởi sắc. Hàng năm tỉnh luôn có các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số như hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, y tế, giáo dục đã giúp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong suốt quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh đã góp phần đưa các xã dần dần thoát khỏi chương trình 45, chương trình đặc biệt khó khăn, giúp cho đồng bào có điều kiện nâng cao sản xuất, nâng cao vật chất, đời sống vật chất và tinh thần, củng cố niềm tin của đồng bào với chính sách của Đảng và Nhà nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành, như lời Bác Hồ nói, phải làm cho tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta. Được hỗ trợ về nguồn vốn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế hộ gia đình. Hàng năm ngoài thực hiện các chương trình hỗ trợ theo quy định của nhà nước, Vĩnh Phúc đã có những chính sách cụ thể để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, đời sống của đồng bào đã từng bước được cải thiện và nâng cao.
tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 70%, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 7,7%. Anh Lục Mậu Thìn, người dân tộc Sán Dìu, xã Quảng Sơn, huyện Lập Thạch, là một trong số những hộ đồng bào dân tộc thiểu số điển hình làm kinh tế giỏi. Nhờ được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và các đoàn thể của xã, nên gia đình anh đã từng bước phát triển chăn nuôi, quy hoạch trồng trọt theo mô hình kinh tế trang trại. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh thu lãi hàng trăm triệu đồng. Gia đình em cũng quyết định chuyển sang chăn nuôi, bắt đầu là từ con lợn siêu nạc, sau đó là chuyển sang gà và trâu bò kèm theo. Đạt được cái bước ban đầu, cái thành công ban đầu đây là cũng có sự giúp đỡ rất nhiều của các ban ngành trong thôn. Cùng với đó là cũng sự giúp đỡ của ngân hàng chính sách đã giúp đỡ cho gia đình, cũng tạo có một số vốn ban đầu gọi là ổn định để tạo lên một cái cơ ngơi gọi là bước ban đầu là như thế này. Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế, việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh cũng được triển khai tích cực. Các hoạt động sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, giao lưu văn hóa, văn nghệ được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện. Con em đồng bào cũng nhận được nhiều chính sách hỗ trợ để học tập, nâng cao trình độ. Hiện nay, Vĩnh Phúc đã tập trung các nguồn lực để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới. Đây là động lực quan trọng để nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Đến thời điểm này, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Vĩnh Phúc đã đạt mục tiêu chung của toàn quốc. Cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực vươn lên trong cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ về thuế, Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, Chi cục đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng, qua đó giảm được chi phí về thời gian, kinh phí và thủ tục hành chính trong việc kê khai thuế. Để tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu tối đa thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên tiếp tục tuyên truyền vận động các doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử. Đây là một hình thức nộp thuế tiên tiến với những tiện ích nổi trội và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế tiện lợi, đơn giản, đảm bảo an toàn, chính xác, bảo mật. Hiện nay trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên có gần 1.400 doanh nghiệp, trong đó có 98% doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế qua mạng. Không chỉ giảm được chi phí và thời gian trong quá trình kê khai thuế, việc đăng ký kê khai thuế qua mạng còn giúp đảm bảo việc thông tin và số liệu khai thuế của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế nhanh chóng, chính xác, hạn chế tình trạng quá tải tại cơ quan thuế khi đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế. Từ khi thực hiện việc kê khai thuế qua mạng, tôi thấy là hình thức này tiết kiệm được rất nhiều chi phí đi lại hoặc là chi phí văn phòng phẩm. Doanh nghiệp chúng tôi có thể thao tác trực tiếp trên máy tính, nộp tờ khai thuế bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào. Trong trường hợp số liệu mà cần phải chỉnh sửa thì doanh nghiệp có thể tự chỉnh sửa số liệu, qua đó sẽ chủ động hơn về thời gian. Trong thời gian tới, Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên tiếp tục vận động các doanh nghiệp thực hiện đăng ký và nộp thuế điện tử, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Để thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, huyện Vĩnh Tường đã quan tâm đầu tư xây dựng nhiều mô hình trang trại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó có mô hình chăn nuôi gà trang trại quy mô lớn, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Nguyễn Văn Quynh ở thôn Quảng Cư, xã Tuần Chính, huyện Vĩnh Tường. Năm 2007, ông đầu tư vốn vào xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi gà Ai Cập đẻ trứng. Ban đầu do chưa có kinh nghiệm trong việc chọn con giống nên gà chậm lớn và tỷ lệ đẻ trứng ít. Ông Quynh đã tự tìm hiểu qua sách báo, truyền hình, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, áp dụng khoa học kỹ thuật, tiêm phòng dịch đầy đủ, đồng thời tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng chăn nuôi do Ủy ban Nhân dân xã tổ chức. Đến nay, trang trại của gia đình ông đã cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện trang trại của gia đình ông Quynh có gần 5.000 con gà Ai Cập đẻ trứng. Mỗi ngày thu gần 3.000 trứng, trung bình mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu lãi gần 200 triệu đồng. Tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe ở xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội thi lái xe ô tô giỏi an toàn năm 2014. Tham dự hội thi có 60 thí sinh đại diện cho hơn 600 cán bộ giáo viên, công nhân viên chức đến từ 3 cơ sở đào tạo của nhà trường ở thành phố Hà Nội,
tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Thái Nguyên. Các thí sinh trải qua hai phần thi lý thuyết và thực hành. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi, các thí sinh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, do vậy chất lượng hội thi năm nay đạt kết quả tốt. Đánh giá về mặt kết quả của về mặt thi, về mặt lý thuyết và thực hành thì đối với lý thuyết thì đối với thí sinh thì cũng tham gia trả lời 30 câu hỏi. Thì qua kết quả chúng tôi thấy rằng là kết quả đánh giá của các thí sinh đều đạt kết quả rất là tốt. Và trong đó những cái đối tượng không chuyên thì cái kết quả chúng tôi thấy là cái mức độ so với đối tượng về chuyên nghiệp là tương đương. Phần thứ hai nữa về mặt thi thực hành thì thông qua cái việc tổ chức cái tham gia thi thực hành thì phần lớn các thí sinh tham gia đều hoàn thành xuất sắc cái nội dung của phần thi thực hành. Chia sẻ với kinh nghiệm lái xe ô tô giỏi an toàn sau khi đạt giải nhất hội thi, các thí sinh cho biết. Là một người lái xe thì đầu tiên là mình phải tuân thủ đúng pháp luật theo bộ luật của giao thông vận tải. Trong cái quá trình lái xe thì tuyệt đối là không được sử dụng ma túy, không được sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông. Còn trong quá trình tham gia giao thông và sử dụng xe thì mình phải nên có định kỳ bảo dưỡng và sửa chữa xe. Mà đã tham gia giao thông thì mình phải có những cái trách nhiệm an toàn cho chính bản thân mình và những người tham gia giao thông xung quanh. Là một giảng viên trong một cái trường đào tạo về giao thông, chúng tôi xác định mình phải thực hiện tốt các cái điều luật và cũng như là các kỹ năng của người lái xe để truyền lại cho các em học sinh, sinh viên. Hơn hết là cán bộ công nhân viên chức thì mình lại cũng phải là hết sức là gương mẫu. Cho nên cái kỹ năng lái xe với chúng tôi là một trong những cái tiêu chí đặt lên hàng đầu. Hội thi lái xe ô tô giỏi an toàn trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2014 góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ giảng viên, công nhân viên chức lao động, học sinh sinh viên nhà trường. Đây cũng là dịp để giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm lái xe an toàn khi tham gia giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng. Dù mới xuất hiện trên thị trường vài năm trở lại đây, xe máy điện, xe đạp điện với nhiều ưu điểm như gọn nhẹ, không tốn xăng đang là phương tiện được nhiều người lựa chọn, nhất là các em học sinh. Tuy nhiên bên cạnh những tiện ích thì luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông từ xe đạp điện, xe máy điện. Loại phương tiện này khi tham gia giao thông có thể đạt tốc độ từ 30 đến 35 km/h nhưng lại không gây ra tiếng động. Hệ thống báo hiệu chuyển hướng, còi không đảm bảo so với quy định. Đối tượng sử dụng các loại phương tiện này chủ yếu là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông nên ý thức tham gia giao thông không cao. Trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tình trạng học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện vi phạm luật an toàn giao thông như chở quá số người theo quy định, lạng lách đánh võng, đi hàng 3 hàng 4, kéo nhau hoặc không đội mũ bảo hiểm diễn ra khá phổ biến. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Để hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông từ việc sử dụng xe máy điện, xe đạp điện, các ngành chức năng trong tỉnh cần tích cực vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để các em học sinh tự giác chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh sự giáo dục của gia đình, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền và có các biện pháp xử lý cương quyết của các nhà trường, các ngành chức năng.